Thấy hình hay không? Không có nói hình nha. Thôi đừng có thấy hình luôn. Không thấy hình luôn hả? Có gì đâu, vô YouTube. Là bữa nay mình cúng mẹ gì đây ta? Bữa nay sáng sớm chủ nhật nha cô chú chị mình ơi. Bữa nay mùng 1. Ấy, sao cà phê ra. Sao này cái màu gì mình để vậy, hạt cắm hả? Màu cắm hả? Đổ nước ra đi. Đẹp không? Đáng lẽ đi lượt mà phòng sao mốt mời trời cậu tướng quá hành ra đi chơi chứ. Sợ cái gì mà sợ. Ai cũng sợ quay hết nhưng mà vợ anh quay đứng quen à. Quá đẹp rồi. Quay đi chỗ quen. Nhờ có cống nước thì có nước quá cậu. Cho mấy lần có nước. Cá gì mẹ? Này cái cống nước này đầy nhóc nước của chú chị mời nhờ mưa này. Không có móc trở qua. Đây là nhỏ dầu hư ốc nha cô chú anh chị này. Giờ còn tắt á. Xong rồi. Em đem về đi. Cúng này mấy bữa rồi. Mấy ông họ làm xong mấy cái này là cô chú anh chị mình. Đâu à? Mấy cái cây này nè. Đó. Một xăm cũng qua thì đáng lẽ bữa nay là làm tạ mã nhưng mà gấp quá thành ra không có làm, không có chuẩn bị kịp, thành ra tuần sau nha cô chú anh chị mình ơi, tuần sau nha, chủ nhật tuần sau đi. Em đưa anh Hương cho anh hấp nó Hương em. Đây qua đây coi cho nó thử luôn. Hấp Hương con ơi, hấp luôn đi.
nước ba cây. Anh đứng giữa em, anh đứng bên đây nè. Vậy đấy rất là đẹp. Quay phim chụp ảnh mà. À Nam Mô A Di Phật. Và đứa con nguyện vừa cúng chư Phật từ bi họ tiếp độ thân của mẹ con là Nguyễn Thị Ngàn. Quay lại 1957 mới về. Xôi với bánh gì? Chuối. Cái chuối. Cái mặt chuối nhìn nó ra chứ cậu ơi. Dạ. Hôm nay sáng chuẩn bị kêu cô chú kìm lại. Dạ. Bánh cái bánh chuối ha, nó lạ quá để con cái mốt lại. Hả? Bánh chuối gì? Bánh chuối hấp hả? Lạ quá nha cô chú anh chị mình ơi. Đó, bánh chuối hấp hả? Ừ. Đây giờ bữa nay mùng 1 học có cúng cái gì cũng chay chay hết nha mà con chú ha. À, đầu tháng 7 nha. Thì tháng 7 là cái tháng Vu Lan, là cái tháng báo hiếu nha cô chú chị nha. Ai mà có còn cha mẹ thì hãy làm những gì khi cha mẹ mình còn sống cũng như đã mất. Cái nào cũng báo hiếu được hết á. Còn sống cũng báo hiếu được, mà mất cũng báo hiếu được luôn. Rồi. Mình hãy cho ăn bữa cơm thôi, mình cúng mẹ một cái thứ gì đó rồi cũng được rồi chứ không có cần phải làm nhiều. Ôi trời sáng bữa nay tiếng âm u quá ta. Trời sáng nay âm u quá nha con chú chị này. Để ra ngoài mình quay cái trái tròn tròn trên nóc nhà. Cái hồ lô. À. Hồ lô là cô chú chị này. Ồ. Bên kia hình trái cả bên này hình trái anh đang lô gắn hồ lô dưới hàng mấy cây sắt rồi quéo chỗ này là xong rồi đó. Nó nhiêu vậy mà chờ tới ngày nay thì hôm qua thì cũng xong, hôm qua mà gấp quá nên không có làm mà ta mã được như chú chị ha, hay bắt buộc để ngày mai đi. Ô tuần sau đi chứ lòng xin lỗi sao hồi cái đống lửa vẫn còn cháy luôn, nó còn lên khói kìa. Vườn qua đây dọn dẹp ha, dọn dẹp ba cái chai nè. Đây không thắng cái bọc. Bữa nay trời chuyển mưa sao của chú chị bên đây mới sáng sớm mà mùng một đầu tháng mà chủ nhật nữa, bữa nay đáng lẽ là đẹp trời chứ. Đây mộ của sư thầy. Nhiêu ngàn hả? Không tới rồi hả? Ừ. À, có bà sáu qua luôn. Có bà sáu qua luôn. Mới nghe lô đó cái hai tấc có mặt liền không? Rồi sẵn đem cái bánh mì hay gì á vô cúng luôn. Bà sáu nãy điện bây giờ không cho mốt nghe lum tum ben bây giờ tới có mặt hai cô chú chị mình ơi. Em lấy ảnh mà vô cúng em ơi. Đưa cho bà sáu cúng rồi dưới đấu chơi bà má nghe nhang đi. Vô bỏ đúng rồi nha. Một ổ một được.
tre nữa. Để chỗ nào? Đang nhìn cái để đâu. Ừ. Để trên nào đi. Cọc. Ừ, để trên nào đi cho chắc ăn. Bánh mì cũng được. Cũng để phía bên nổi luôn đi. Đến đây này nhóc không? Chè 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 ơi, coi chừng có đổ xuống dừa nè. Ha. Rồi không để lên, để lên đi. Nó cái đèn á, học vô cái đèn đó. Muốn màu cháy nhúng dầu, còn lâu cháy cứ để về đó. Cũng đem cái hộp quẹt vô đây hả? Có chứ. À. Có mà nó bốc đốt cái hộp quẹt cái hết ra luôn cái nó lâu cháy lắm. Có đem hờ để đây để lỡ mà đèn nó tắt á. Đây nè, quen nè. Không đốt được á. Ừ. Nhúng miếng dầu cái đó cái cháy nè. Mới về trong dầu. Rồi. Cũng xong rồi. Dạ, thì đến đây Phong Sơn Bốc xin kết thúc clip như cô chú anh chị ha. Thì bà xã cũng mới vừa qua cũng nhà mẹ xong ha. Thì của clip Phong Sơn Bốc xin chúc tất cả cô chú anh chị mình trước hết thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn thành công trong công việc ha. Dạ, máy bay xin chào của chú anh chị. Máy bay xin chào. Một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời, nhưng mà trời hơi âm u xíu ha, không sao ha nha.